Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Clip này thì mình sẽ làm về cây dép tổ ong huyền thoại mà chỗ mình thì hay gọi là dép Lào. Nhưng hai cái tên, một số phận. Chúng ta sẽ nhận cái vũ khí này free và các bạn có thể nhận trong cái hoạt động mà chắc đến bây giờ thì các bạn sẽ được vĩnh viễn hết rồi. Và đấy, mình sẽ cho các bạn chém thường. Khi mà bị chém thì sẽ có in hình dấu răng của cây dép Lào này lên mặt. Đấy. Nói chuẩn xác hơn đó chính là in cái gót của cây dép lên mồm. Rồi, úi dồi, ghê đấy nhở. Vâng, chém thường và chém đặc biệt thì nó cũng khác nhau rất là nhiều. Điều đấy thì ai cũng biết rồi. Chém thường thì nửa tiết thôi, còn chém đặc biệt thì phải tạch luôn. Đấy. Ê, nghe bảo là ô, cái gì đấy, quắm vip à, hay lắm. Rồi, mày thì quắm vip này. Lên lên nữa, úi dồi, cũng dép Lào, ấy chứ nhầm dép tổ ong. Này thì tổ ong này, nhưng mình thích gọi dép Lào hơn, nó ngắn gọn, nó đầy xúc tích. Cái gì? Rồi, úi dồi, xẻng nó lao vào, nó băm sạch. Nó không trừa cho mình slot nào, cạn lời. Vâng, ở trên cái dép thì có in hình là ba chữ, đó là táng xéo háng. Rồi, vâng, đây mình thấy cũng không xéo háng. Táng một phát thì nó bay ngược ra thôi. Đấy, có skin nó rất là đẹp. Mỗi cái thì nó có skin khác nhau, nhưng mình cũng khá là đánh giá cao về cái skin của khi mà chết của cái cây dép Lào này. Đấy, táng một phát là nó giật ngược người ra, cũng có thể gọi là xéo háng. Giờ gì đấy, đập thường à? Ok, này thì khựa, mày không biết những cái tinh túy của cây dép của huyền thoại của chúng tao đâu. Đừng tưởng là cầm dép là ăn tụi tao được. Vì người Việt Nam nó mới cầm lên, nó thể hiện cái đẳng cấp của cây dép Lào. Ấy. Úi giời. Đậu xanh. Hay lắm, mới nói xong rồi. Rồi ok, mình sẽ cố gắng lấy top và cho chúng nó biết người Việt Nam mình không phải là dạng vừa. Đấy, đấy các bạn thấy xéo hàng ạ. Tức là chất luôn. Cây này không có kill mark nên mình phải mặc kill mark range. Mà kill mark range thì cái hàng này nó chưa mark range nên nó chỉ ở khung khung kim cương thôi, chưa lên huyền thoại được. Gì đây? Úi giời, đòi solo dép huyền thoại bố mày á, khó lắm, trừ phi bạn là người Việt Nam cơ. Này rồi, cái dép này mình nghĩ nếu mà đập như xẻng thì phê hơn, trên đập xuống ấy, cầm đập đập nhìn nó chất hơn thay vì mà vượt lên như thế này. Rồi tạch lao vào đây. Úi giời, ăn một dép nó thấm lắm. Mà cái đấy đập thường thôi, còn một phát thì chết luôn thì nó sẽ khác. Đấy, mình không thích chém thường lắm tại vì nó chỉ có được 50 tiết, trừ phi thằng nào còn nửa tiết thì mình mới chơi thôi. Ok, bị lật kèo rồi. Thằng kia 14 kill, ai chơi 15 rồi. Thôi xong, thôi cho mình sẽ không đuổi kịp thằng quán VIP này rồi. Ảo lòi thế kia mà. Ôi, đúng rồi, chẳng VIP mà chơi như thế thì người ta cười cho vào mặt à. Vâng, xẻng vít chắc là nát rồi. Rồi. Ở đậu xanh mình ngu ấy nhở. Thế đấy nào. Cái rìu xuống rồi. Thế đấy, mình lao vào để hướng cái kill của nó. Này thì ăn bố mày. Không, tôi xong rồi. Quán vít vẫn chém xa cơ. Đấy thì bố thằng nào đuổi kịp. Ờ vâng, 15, 16 kill này. Tuyệt vời. Cố lên, cố lên. Cút cút ra. Rồi nó lại chém thêm thằng nữa. Vi diệu vậy. Vi diệu vậy. Rồi, tuyệt vời. Những cái dép này nó bựa quá anh em ạ. Dép vàng mà. Chúng ta có thể gọi nó là dép gold. Rồi, thằng nào? Thằng nào? À, mày xẻng với bố này. Mày chém thường này. Rồi. Này thì nhây này. Ở những cái skill nhảy của mình thì nó rất là hữu ích. Tại vì khi mà xẻng nó chém vào người thì chỉ có gần chết thôi chứ không chết được. Rồi, không kịp rồi. Sorry các bạn, mình không thể kịp rồi. Úi giời ơi, không kịp được thằng này. Lại đây bố bảo. Lại đây. Vãi nồi. Con VIP nó chạy phía sau lưng rồi, chạy nhìn thế. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây rồi. Vâng, chết rồi ít. Các bạn thấy là mình chết rồi ít. Mình không ăn được nhiều kill thôi. Còn thằng ở quán VIP kia nó bị vả sấp mặt lờ. Nói chung là nó chém ảo, chém xa quá. Chém xa cái này nó ăn được nhiều. Mình chịu, mồm không to. Vâng,
Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Dép tuổi gì? Chỉ có mình thôi mới thể hiện cái đẳng cấp.